Nên sự dối trá nó đến từ lòng tham và nó đến từ nỗi sợ. Vậy các bạn tuyển nhân sự mà trên nền tảng của lòng tham, chắc chắn nhân sự đó xác suất nói dối với mình cực cao. Đăng một tin tuyển dụng rất hấp dẫn, toàn trên nền lương thưởng cao, môi trường làm việc ngon lành, xác suất nó đến nó nói dối mình rất ngon, CV nó sẽ rất đẹp. Trung thực đến tận cùng và phục vụ vô điều kiện là hai cái lời hứa mang cái tính đạo đức. Khi chúng ta trung thực thì người khác người ta mới tin mình. Khi chúng ta phục vụ, chúng ta cho đi thì người khác mới quý mến, mới nể trọng mình. Vậy đây có phải là hai cái chất liệu làm cho đồng đội nó gắn kết với nhau không? Các bạn phục vụ người khác mà không trung thực thì người ta bảo con bé này nó phục vụ hình như nó định cơ hội gì, nó gian gian, ẩn đằng sau cái hành vi nó giúp mình mà hình như nó cũng còn gian gian, thì lập tức mình nghi ngờ ngay. Nên cái chữ trung thực phải đi trước, rồi mới đến chữ phục vụ. Các bạn giúp một người nào đó nó phải từ tâm thực lòng của mình, phải tập thôi chứ sao giờ. Làm thế nào để trung thực? Vì không trung thực thì chúng ta suốt ngày đố kỵ, nghi ngờ lẫn nhau, mệt lắm. Trung thực là nền tảng đầu tiên khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Tạo dựng niềm tin đến từ sự trung thực đấy. Làm thế nào để trung thực? Các bạn phải có cái lời thề về trung thực là bước 1. Bước 2 là phải đi học thiền. Đi học thiền để mình nhìn sâu vào tâm mình biết lúc nào nó đang định nói dối, mình dừng lại. Đôi khi vì lòng tham mà chúng ta nói dối, đôi khi vì nỗi sợ mà chúng ta nói dối, đúng không? Bị sếp áp đặt quá, mình bị sợ, sợ đâm nên báo cáo láo, là một hình thức nói dối. Hoặc đôi khi vì lòng tham, thấy cái món lợi này lớn quá nên mình nói méo sự thật đi để mình đoạt cái món lợi đó về mình. Nên sự dối trá nó đến từ lòng tham và nó đến từ nỗi sợ. Vậy các bạn tuyển nhân sự mà trên nền tảng của lòng tham, chắc chắn nhân sự đó xác suất nói dối với mình cực cao. Đăng một tin tuyển dụng rất hấp dẫn, toàn trên nền lương thưởng cao, môi trường làm việc ngon lành, xác suất nó đến nó nói dối mình rất ngon, CV nó sẽ rất đẹp. Thế giới nó thống kê rồi, các tập đoàn về tâm lý nó thống kê rồi. Người nào mà đọc những cái lời hứa trung thực đến tận cùng thì 97% là nói thật, chỉ có 3% nói dối thôi. Còn những người nào chẳng bao giờ đọc câu này thì 90% là có dối trá trong đời sống. Nói quá lên, nói né tránh, sống với mặt nạ, sống với cái tâm sĩ diện là nói dối chứ gì nữa. Sĩ diện có phải là nói dối không? Mình chỉ nói cái mặt tốt, mặt xấu cất hết đi để vì tâm sĩ mà, thì đấy cũng là một hình thức nói dối rồi, thiếu trung thực rồi. Nên trung thực đến tận cùng là các bạn còn không trang điểm nữa thôi. Má phấn môi son nhiều khi còn giảm bớt đi. Má phấn môi son là nó cũng chưa đến tận cùng đâu, mới hơi hơi trung thực thôi. Kệ nha, bạn nào tự ái kệ. Bản lĩnh đấy. Ít trang điểm mà vẫn đầy tự tin là người bản lĩnh hơn người đấy. Khi một người trong nhóm mà họ trung thực đến tận cùng, họ trình bày cho mình, thì theo các bạn có nên giúp họ không? Phục vụ họ vô điều kiện không? Có. Ở trường Tuệ Đức cách đây khoảng 3-4 năm, có một bạn bay từ ngoài Bắc vào, mang hai đứa con vào làm ở trường Tuệ Đức. Giai đoạn đó Tuệ Đức chưa có ngoài Hà Nội. Bạn rời cả gia đình vào, hai đứa con còn nhỏ, một đứa mầm non, một đứa tiểu học. Quy định của trường Tuệ Đức là mỗi một năm phải ít nhất đi học thiền 10 ngày một khóa. Thì bạn này bạn đến kỳ bạn phải đi, mà bạn cũng muốn đi nữa, nhưng mà bạn lên bạn báo cáo tôi. Giai đoạn đó tôi làm quản lý ở đấy. Thì bạn bảo anh Quân là em đi không được. Và sao đi không được, em còn hai đứa con nhỏ xíu à? Một đứa lớp 2, một đứa mầm non, sao em đi? Một đứa 4 tuổi, một đứa đâu 6-7 tuổi, sao em đi được? Đó. Thế tôi mới hỏi là em đã trung thực đến tận cùng với nhóm chưa? Hãy lấy vấn đề của mình, lấy nỗi đau khó khăn của mình đặt lên cho nhóm. Bây giờ em hãy viết hoàn cảnh của em ra, em đăng lên nhóm Zalo của toàn bộ giáo viên toàn trường đi. Lúc đó chúng tôi có 80 giáo viên thôi. Đăng lên nửa tiếng đồng hồ sau tôi hỏi vấn đề của em được giải quyết xong chưa? Bạn bảo giải quyết xong rồi. Mấy người? Bảo 5 người đăng ký nuôi con cho em. Em chọn được ai không? Là em chọn được một giáo viên nhà cách nhà em có 2 cây số. Nên em gửi con bên đó 10 ngày để em đi học thiền.
Đấy, bài toán giải rất nhanh. Khi chúng ta mạnh dạn trung thực đến tận cùng, nói vấn đề của mình ra, thì người khác sẽ phục vụ mình vô điều kiện. Còn khi chúng ta đặt vấn đề mà chúng ta cứ lấp lửng, chúng ta cứ dối dối trá trá, cứ né tránh, người ta cảm nhận được cái điều đó, người ta không giúp mình được. Nên các bạn cứ mạnh dạn trung thực đến tận cùng cực kỳ quan trọng.